Trong bài viết này, Shop Nhật Việt sẽ tổng hợp lại các trang thương mại điện tử Hàn Quốc uy tín nơi mà bạn có thể an tâm đặt niềm tin mua hàng online, lựa chọn cho mình những món hàng bản thân hay bạn bè yêu thích để mua sắm. Nhu cầu mua hàng Hàn Quốc của người Việt ngày càng nhiều và những trang thương mại điện tử Hàn Quốc online và dịch vụ mua hàng Hàn Quốc cũng xuất hiện để phục vụ quý khách. Tuy nhiên, không phải người tiêu dùng Việt nào cũng biết được các trang web chuyên bán buôn về một lĩnh vực uy tín nào đó để có thể dễ dàng order mua sắm online sản phẩm mình muốn mua. Nội dung chính, click xem từng mục, COUPANG, GMAKET, NAVIA, Auction, 11 STIET, TMON, SSINSEGAE, DANAWA, INTERPAK, WEMAKEPRICEW, mepeo đáp ứng nhu cầu tìm kiếm những sản phẩm Hàn Quốc chất lượng, giá tốt cũng như gia tăng sự lựa chọn cho người tiêu dùng. Ngay dưới đây là 10 trang trang web order hàng Hàn Quốc online nổi tiếng uy tín nhất hiện nay cho bạn an tâm lựa chọn mua sắm. 1. COUPANG Coupang là một trong những công ty kinh doanh thương mại điện tử phát triển nhanh nhất không chỉ ở Hàn Quốc mà còn trên toàn thế giới. Coupang là một trong những công ty kinh doanh thương mại điện tử phát triển nhanh nhất, link website http://www.coupang.com gạch chéo, trang web mua sắm trực tuyến của Hàn Quốc này có một hệ thống phân loại cẩn thận từ các sản phẩm dành cho trẻ em đến người lớn. Tại đây bạn sẽ dễ dàng tìm được các mặt hàng Hàn Quốc chính hãng, với độ tin cậy cao và giá cả phải chăng, đây cũng là một trang web order mỹ phẩm Hàn Quốc rất được yêu thích tại Việt Nam. Hiện tại Coupang chỉ hỗ trợ người dùng ngôn ngữ tiếng Hàn nhưng nó có giao diện thân thiện đến mức bạn chỉ cần biết một số từ tiếng Hàn đơn giản là có thể sử dụng. 2. Gmarket, -E Gmarket là một trang web mua sắm và đấu giá nổi tiếng tại Hàn Quốc được không chỉ người Hàn mà rất nhiều khách hàng trên thế giới tin dùng được bán lại cho eBay vào năm 2009, Gmarket được xem là địa điểm mua hàng eBay phiên bản Hàn. Gmarket là một trang web mua sắm và đấu giá nổi tiếng tại Hàn Quốc, link website http://www.gmarket.co.kr gạch chéo. Bạn có thể mua hầu hết những món hàng thông dụng của Hàn tại đây từ mặt hàng sức khỏe, làm đẹp, thể thao, gia đình. Bởi gần 50% người Hàn Quốc tin dùng trang web mua hàng Hàn Quốc này nên bạn hoàn toàn có thể tin tưởng để mua hàng Hàn Quốc ở đây. Ngoài ra, tại trang thương mại điện tử Hàn Quốc Zmarket còn có các chương trình sale, giảm giá mua sắm như Zstem, Smilepoint và nhiều coupon giảm giá hàng tháng. Khách hàng có thể lựa chọn nhiều phương thức thanh toán, từ chuyển khoản đến thẻ tín dụng, trả trước. Hiện tại website này đang hỗ trợ các ngôn ngữ như tiếng Anh. Hàn Quốc và Trung Quốc vì vậy bạn có thể dễ dàng mua hàng khi thông thạo một trong ba ngôn ngữ này. 3. -E NAVER từ lâu đã được coi là Google của Hàn Quốc. Bất cứ ai sống ở Hàn Quốc đều phải thừa nhận rằng Naver không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Naver từ lâu đã được coi là Google của Hàn Quốc. Link website HTTPS www.naver.com gạch chéo. Trang web là một trong những trang web cũng cung cấp dịch vụ mua sắm trực tuyến mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với tính năng tìm kiếm sản phẩm nhanh chóng. So sánh giá cả và phương thức thanh toán dễ dàng. Naver Pay, phần thu hút khách hàng nhất là Naver Plus Membership, một hệ thống thành viên trả phí. Khi bạn sử dụng các dịch vụ như Naver Shopping Webtoon hoặc đặt chỗ, sau khi đăng ký thành viên Naver Plus, bạn có thể tích lũy tới 5% số điểm của mình bằng cách thanh toán bằng Naver Pay. 4. Auction, giống như Gmarket Auction là một công ty đấu giá thương mại điện tử trực tuyến được bán cho ông lớn eBay vào năm 2011. Các mặt hàng tại trang web này cũng rất đa dạng với nhiều các mặt hàng khác nhau, giống như Gmarket Auction là một công ty đấu giá thương mại điện tử trực tuyến, link website auction.co.kr. Mặc dù sức cạnh tranh của Auction không bằng các nhà bán lẻ trực tuyến khác trong nước, nhưng website Hàn Quốc này vẫn được nhiều người tiêu dùng biết đến nhờ tập hợp dữ liệu từ hơn 3.000 website thương mại điện tử khác với với mục đích so sánh giá cả sản phẩm, giúp người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm với mức giá hợp lý. Theo đó, kết quả về thông tin sản phẩm và nhà bán lẻ từ công ty lớn đến các shop online sẽ được hiển thị từ trên xuống theo thứ tự rẻ nhất đến đắt dần. Auction còn bao gồm nội dung được tạo bởi người dùng từ các bài review sản phẩm, đánh giá sản phẩm sau khi sử dụng cho đến ý kiến tham khảo từ chuyên gia. 5. 11stiet, 11STREET, 11 Street là trang web mua sắm Hàn Quốc tuy nhiên đang dần mở rộng sang các quốc gia khác trên thế giới. 11 Street là trang web mua sắm Hàn Quốc nổi tiếng. Link website http www 11 st co kr gạch chéo html gạch chéo main html Khi mua sắm trên website này, khách hàng có thể thoải mái lựa chọn loại tiền thanh toán. Ngoài tiếng Hàn, nó còn hỗ trợ cả người dùng nói tiếng Anh và tiếng Trung. 11 Street cung cấp đa dạng các mặt hàng từ quần áo, trang sức, hàng tạp hóa đến đồ điện tử. hoặc bạn cũng có thể order mỹ phẩm Hàn Quốc tại trang web này. Giống như nhiều trang web mua sắm trực tuyến khác, 11 Street cũng có hệ thống tích lũy điểm. Nó cũng chấp nhận thanh toán qua PayPal và cung cấp dịch vụ vận chuyển quốc tế. 6. TMON Ticket Monster TMN -E được thành lập vào năm 2010 và là một trong những công ty thương mại điện tử hàng đầu tại Hàn Quốc hiện nay phương châm của nó là chuyển mọi thứ từ ngoại tuyến sang trực tuyến. Họ thậm chí còn tạo ra năm nhân vật quái vật dễ thương được gọi là Timoni, đó là Witty, Smarty, Sweety, energy và Trusty. Tương tự, các nhân viên trong TMN được gọi là Timonian, Ticket Monster, link website, https, gạch chéo gạch chéo, www .tmon, co kr gạch chéo, TMN là trang web có thiết kế giao diện trẻ trung. Độc đáo và ứng dụng di động dễ sử dụng, khác với các trang khác, TMN luôn có các chương trình sale, deal hot mỗi ngày với giá cực rẻ, từ tất cả các mặt hàng thông thường đến du lịch, coupon nhà hàng, dịch vụ, trang web cần thẻ thanh toán nội địa để thanh toán nhưng vẫn thu hút rất đông người mua vì đang có các chương trình sale off lên đến 95%, và có cả những mini game trúng thưởng ngẫu nhiên. Vì vậy nếu bạn đang tìm kiếm một trang web order mỹ phẩm Hàn Quốc hay các sản phẩm khác giá rẻ thì Timo là lựa chọn không thể phù hợp hơn. 7. SSINSEGAE, Sinsergay không còn xa lạ với khách hàng tại Hàn Quốc hay những ai thường xuyên order mỹ phẩm Hàn Quốc tại Việt Nam, Sinsergay không còn xa lạ với khách hàng tại Hàn Quốc, link website, http, gạch chéo ssc com đây là một trong những chuỗi cửa hàng bách hóa online lớn nhất ở Hàn Quốc. Do đó, trang web mua sắm trực tuyến Sinsergay Mon cũng rất nổi tiếng với vô số mặt hàng. Nếu không muốn ra ngoài, bạn có thể mua sắm trực tuyến trên trang web của Sinclair Gaymon. 8 DANAWA, ban đầu, trang web này chỉ dùng để so sánh giá máy ảnh nhưng sau này nó phát triển để so sánh giá của các thiết bị điện tử khác như máy tính, đồ gia dụng và cả những mặt hàng bình thường. Trang thương mại điện tử Danawa Hàn Quốc, link website, http, www.danawa.com gạch chéo. Nếu bạn là tín đồ của đồ điện tử thì có thể sử dụng trang web chuyên cung cấp các sản phẩm điện tử tại Hàn Quốc này. Trang web có thể giúp bạn so sánh và đánh giá chất lượng của tất cả các sản phẩm trên các trang web khác nhau. Ngoài ra còn có nhiều đánh giá của khách hàng dưới mỗi bài đăng. 9. INTERPARK Interpark là một trang web mua sắm trực tuyến phổ biến khác ở Hàn Quốc. Mặc dù cung cấp cho khách hàng nhiều loại sản phẩm, trang web này được biết đến nhiều nhất với việc bán vé xem buổi hòa nhạc và triển lãm. Interpark là một trang web mua sắm trực tuyến phổ biến khác ở Hàn Quốc. Link website http www interpark com gạch chéo mals gạch chéo index html Bạn thậm chí có thể tìm thấy các bộ siêu tập sao Hàn, truyện tranh và hồ sơ nổi tiếng và hiếm có của Hàn Quốc. Không chỉ vậy, trang web được chia thành các phần nhỏ cực kỳ hữu ích khi tìm kiếm các mục Interpark Book, Interpark Music, Interpark Movie. Interpark cũng rất được người nước ngoài yêu thích vì cho phép người dùng xem thông tin bằng tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Nhật 10. WEMAKEPAICEWMEP là trang mua sắm trực tuyến của Hàn Quốc về các giao dịch hàng ngày, được thành lập với mục tiêu trở thành nền tảng thương mại điện tử đầu tiên tại Hàn Quốc. Womex là trang mua sắm trực tuyến của Hàn Quốc về các giao dịch hàng ngày, link website https faont wemakeprice com gạch chéo main trên website, người dùng có thể thoải mái chọn mua các sản phẩm theo nhu cầu của mình vì Womex cũng có nhiều mặt hàng đa dạng, từ quần áo, mỹ phẩm, đồ ăn, nội thất đến vé xem hòa nhạc, tổng kết, bên trên là top 10 trang thương mại điện tử Hàn Quốc uy tín nhất hiện nay mà shop Nhật Việt đã chia sẻ đến cho bạn mong rằng từ những trang web mua hàng hàn quốc online uy tín chất lượng bạn đã có thêm những sự lựa chọn an tâm hơn tối ưu hơn về địa chỉ các trang mua bán quốc tế xem thêm bài viết hữu ích cho bạn cách đặt hàng hàn quốc ship về việt nam shop nhật việt địa chỉ order hàng hàn quốc uy tín giá tốt nhất nếu bạn đang có nhu cầu order hàng hóa từ hàn quốc hay bất kỳ mặt hàng nào khác nhưng lại chưa biết cách mua và ship về việt nam thì chắc hẳn shop nhật việt là lựa chọn không thể bỏ qua shop nhật việt địa chỉ order hàng hàn quốc uy tín giá tốt nhất chỉ cần gửi link chúng tôi sẽ tư vấn hỗ trợ và đem về cho các bạn những món hàng ưng ý một cách nhanh chóng và an toàn nhất, mua hàng Hàn Quốc trực tuyến từ các website lớn nhỏ tại Hàn Quốc, đảm bảo chất lượng 100%, cước phí vận chuyển hợp lý, bao thủ tục hải quan 100%, giảm thiểu mọi rủi ro khi vận chuyển hàng về Việt Nam tối đa cùng với sự đồng hành của dịch vụ mua hộ và ship hàng Hàn Quốc tại Shop Nhật Việt bạn có thể an tâm mua sắm mọi lúc mọi nơi chỉ với vài cú click chuột, mua hàng Hàn Quốc trực tuyến từ các website lớn nhỏ tại Hàn Quốc. Đảm bảo chất lượng 100%, cước phí vận chuyển hợp lý, bao thủ tục hải quan 100%, giảm thiểu mọi rủi ro khi vận chuyển hàng về Việt Nam tối đa, với phương châm khách hàng là thượng đế, chúng tôi cam kết sẽ làm hài lòng tất cả các khách hàng, dẫu là khách hàng khó tính nhất. Không chỉ order hàng Hàn, chúng tôi có thêm dịch vụ order hàng Nhật nội địa, nếu như quý vị quan tâm đến hàng Nhật nội địa chất lượng cao, rất hân hạnh được phục vụ quý khách.